Xin chào tất cả các bạn và các em học sinh. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và các em học sinh. Cảm ơn tất cả các bạn và các em luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ kênh YouTube Dạy học thành nhân của mình nhé. Các em học sinh lớp 9 thân mến. Trong cái đề cương này chúng ta đã đi qua ba dạng rồi các em. Bây giờ ta qua dạng thứ tư. Rút gọn biểu thức căn thức bậc 2 và một số bài toán liên quan. Các bước thực hiện. Tìm điều kiện xác định của biểu thức. Rồi phân tích phân tử và mẫu thành nhân tử. Phân tích tử và mẫu thành nhân tử. Quy đồng. Chọn mẫu chung. Rồi tìm nhân tử phụ. Rồi nhân tử phụ với tử giữ nguyên mẫu chung. Rồi bỏ qua. Thu gọn thì phân tích tử thành nhân tử giữ nguyên mẫu rồi rút gọn, nói chung nó rất nhiều bước em, và thì đi vào bài tập chúng ta sẽ hiểu hơn nhiều nữa em. Ta đi vào bài số 1, bài tập 1. Cho biểu thức A bằng x trên căn x trừ 1 trừ 2x trừ căn x trên x trừ căn x với x lớn không và x khác một, rút gọn biểu thức A. Cái này mình rút gọn lên em, mình rút gọn được không A. A nó sẽ bằng, mình rút gọn thì trên căn x trừ 1. Đây mình sẽ rút cái gì ra đây? Mình rút căn x em. Rút căn x 2x và rút căn x thì còn lại 2 căn x. Căn x trừ căn x, rút căn x còn trừ 1. Dưới mình cũng rút căn x. X rút căn x còn lại căn x trừ căn x rút căn x còn lại trừ 1. Này ta thấy là căn x và căn x ta bỏ đi các em. Và đây sẽ là mẫu chung. Mẫu chung là căn x trừ 1. Và đây sẽ là căn x, x xem. X. Em mình nhân cái dấu trừ lên nè, thành ra trừ 2 căn x, và mình nhân cái dấu trừ đây cho trừ 1 thì nó ra là cộng 1. Rồi nó sẽ bằng tiếp, đây chính là x, tức là căn x mũ 2 trừ 2 căn x. Đây nó ra hàng tích là căn x trừ 1 cả mũ 2 trên căn x trừ 1, cuối cùng nó bằng đáp số là bằng căn x trừ 1. Đó là ta làm xong câu A. Câu B, tính giá trị của biểu thức A tại x bằng 3 cộng 2 căn 2. Khi x bằng 3 cộng 2 căn 2 thì A của mình sẽ là căn của 3 cộng 2 căn 2 trừ 1 sẽ bằng cái, đây chính là căn 2 cộng 1 tất cả mũ 2, vì căn 2 mũ 2 là 2 cộng 2AB là 2 căn 2 cộng 1 bình là 1, 1 cộng 2 là 3. Như vậy bằng căn 2 của 1.
Đáp án của nó là cạnh hai. Rồi ta sang bài số 2. Bài số 2 nha. Cho biểu thức B, rút gọn biểu thức B. Điều kiện đây. Hồi nãy nó có các điều kiện hay các em? Điều kiện nè. X lớn hơn không nè, bị căn x và chỗ này khác không nè, cho nên nó có x khác một. Thì qua bài hai này thì cái đây là x này, căn x này thì x chắc lớn bằng không và x nó khác a khác 4, để chỗ này nó căn 4 bằng 2. 2 trừ căn a anh cho nó khác không. Ừ. Cho nên người ta đã cho điều kiện hết rồi nên mình không phải lo, mình chỉ rút gọn thôi. Câu B. Câu A. B A chính là căn A mũ 2 cộng 2 căn A cộng 4, hãy làm nhanh luôn. Bằng căn A cộng cho 2 mũ 2 trên căn A cộng 5. 4 chính là 2 trừ căn A. A trừ căn A nhân cho 2 cộng căn A là bằng A bình phương là 4 nè, trừ B bình phương là căn A bình phương là A trên 2 trừ căn A. Vậy 2 trừ căn A giống nhau, ta bỏ được, bỏ đi. Vậy B mình sẽ làm. Đây ta bỏ mũ 2, ta bỏ mũ 1, ta còn lại là căn A 2. Và chỗ đây sẽ là trừ 2 cộng căn A. À, cho nên dấu cộng nha các em. Cho nên đây bằng căn A cộng 2. Rồi cộng 2 cộng căn A. Đáp số của nó sẽ bằng 2 căn A cộng 2. Tìm giá trị của A sao cho B bằng A cộng 1. Khi B bằng A cộng 1 B bằng A cộng 1 tương đương với mình ghi chỗ này nó bị sai nha, cái ba cái phần học luôn nhầm luôn. Thì mình sẽ tương đương với gì? A cộng 3 bằng 2A cộng 2. Rồi. Tương đương. Chỗ này là 2 căn A nhé. 2 căn đều A phần sau từ A từ hai căn A
một này không tương đương với căn A trên một bằng không. Này bị thiếu chỗ này, này mình sẽ tương đương căn A này bằng một và tương đương là A bằng một. À, như vậy đây mình sẽ có là A là bằng một nha em. Đáp án của mình là A là bằng một. Rồi, chúng ta bài số 4. Ta sang bài số 4 nè. Số 4 còn có 3 câu. Do biểu thức P, tìm điều kiện xác định rồi rút gọn biểu thức P. Sang bài số 3 nha các em. Số 3. Số 3 gồm có 3 câu. Tìm điều kiện để biểu thức có nghĩa. Điều kiện. Là x đã lớn hơn bằng 0. Thì căn x là. Và căn x trừ một có khác không? Căn x khác một đó là x khác. Rồi bây giờ ta có b hay là của a? Câu b là rút gọn, rút gọn biểu thức a, a sẽ bằng x cộng 1 trừ 2 căn x này sẽ bằng căn x trừ 1 tất cả những a. Ừ. A bình là bằng x cộng b bình là bằng 1 trừ 2b là trừ 2 căn x. Ở dưới là căn x trừ 1. Phía bên đây mình sẽ rút gọn, mình sẽ rút căn x ra ngoài. X và rút căn x là bằng lại căn x. Vì căn x căn căn x là x. Tiếp đến căn x trước căn x là số 1. Vì căn x nhân 1 là căn x. Dưới là căn x 1. Căn x cộng 1 căn 1 giống nhau, ta bỏ đi. Đây cũng giống nhau, ta bỏ đi một. Bằng căn x trừ 1. Căn x. Căn x trừ 1 cộng căn x thì nó sẽ bằng 2 căn x trừ 1. Và câu C. Với giá trị nào của x thì a nhỏ hơn trừ 1? A nhỏ hơn trừ 1 tương đương với 2 căn x trừ 1 nhỏ hơn trừ 1, tương đương với 2 căn x nhỏ hơn 0. Chuyển cái này ra, trừ 1 cộng 1 là 0. Tương đương căn x nhỏ hơn là tương đương. Và cái này là vô lý. Này là vô lý. Này mình khi ra là không tồn tại. Tức là không tồn tại, không có giá trị nào hết. Ta tiếp tục qua bài số 4.
cho biểu thức B tìm điều kiện rồi rút gọn biểu thức B. Điều kiện nè, vì là căn x cho nên x phải lớn bằng không. Và cái mẫu này khác không, tức là x phải khác một, x khác một thì một trừ x khác không, và hai căn x trừ hai cũng khác không. Câu B. À, con A tiếp tục rút gọn B sẽ không. À, lấy mẫu số chung coi. Mẫu chung. Mẫu chung sẽ bằng cái gì đây? Hai căn x trừ hai, hai căn x cộng hai, vậy này thiếu hai căn x cộng hai, vậy này thì thiếu là hai căn x trừ hai, vậy này mình giữ nguyên. Đây là hai căn x cộng 2 trừ hai căn x cộng 2, đây là sẽ là hai căn x bình trừ hai bình. Hai căn x phải trừ hai căn x còn hết, này là bằng bốn, dưới này là bốn x trừ đi bốn, chỗ đây là căn x, lúc nếu trừ ra thì x trừ một. Chạy thằng bố. Mình đưa cái dấu trừ này lên nha. Đưa cái dấu trừ này lên. Làm trừ. Bốn mình đơn giản cho bốn đi, mà tại một cái x trừ một. Chỗ này là trừ căn trên x trừ một, và mẫu chung là x trừ một. Đây mình nhắc đây là x trừ một, không phải, đây là một trừ căn x hay. Một trừ căn x. Nó lại bằng tiếp. Trừ căn x trừ 1. Đây là căn x trừ 1 nhân cho căn x cộng. Đến đây căn x cộng 1 được. Căn x trừ 1 được 1, tôi bỏ đi. Cuối cùng nó bằng trừ một trên căn x cộng một. Như vậy mình ghi rút gọn đây là b sẽ bằng trừ một trên căn x cộng một. Vậy đây mình xóa đi ha.
câu B. Tính giá trị của B với x bằng 3. B sẽ bằng trừ 1 trên căn 3 phần 1. Sẽ bằng trừ 1 nhân cho căn 3 trên căn 3 phần 1 nhân lượng liên hiệp nhé các em. Bằng 1 trừ căn 3 trên cho 3 trừ đi 1. B sẽ bằng 1 trừ căn 3 chia cho 2. Bài C, câu C là gì? Tìm giá trị của x để trị từ đó ra là bằng 1 phần 2. Trị tuyệt đối của B nha các em, có ai C trị tuyệt đối của B bằng 1 phần 2 tương đương trị tuyệt đối của trừ 1 thì rõ ràng ta nhìn vô đây ta thấy là căn x sẽ bằng 1 rồi thì sẽ bằng đây là trừ 1 phần 2, trừ 1 phần 2 thì trị tuyệt đối sẽ bằng 1 phần 2 hoặc nữa là căn x sẽ bằng trừ 3 nhưng mà căn x trừ 3 thì không đúng, x phải lớn hơn căn x phải dương cho nên đây mình sẽ có ra là chỉ có duy nhất là căn x của mình sẽ bằng 1 và tương đương với x bằng 1. Nhưng mà này không thỏa mãn, không thỏa không thỏa mãn cái này mình loại đi, bởi vì đây là x khác một. Rồi ta qua bài số 5, qua bài số 5, số 5 cũng có hai câu. Bài số 5 đây đây. Cho thử biểu thức B tìm điều kiện xác định. Thì điều kiện xác định của nó là gì đây? X phải lớn hơn bằng không. Vì có cái căn x. Và đây là căn của 4 trừ 2 bằng 0, căn và x thừa khác 4 nên vì nó bằng 4 thì cái mẫu sẽ bằng 0 và 4 trừ x thì bằng 0. Câu B suốt rộng P. P thì đây mình sẽ có mẫu chung luôn. Là căn x trừ 2 cộng 3 căn x trên căn x cộng 2. Đây mình rút dấu trừ nó trở thành x trừ 4. Vậy đây sẽ trừ được x trừ 4. Đây là 2 cộng 5 căn x sẽ bằng 4 này là bằng căn x trừ 2 nhân ra căn x cộng 2 cho nên đây mình căn x trừ 2 luôn, căn x cộng 2. Rồi đây mình sẽ thiếu gì đây? Đây mình sẽ thiếu là căn x cộng 2.
thiếu cái gì thì nhân cái đó ra. Bên đây là thiếu căn ít trừ ha. À, bên này là mình để nguyên 2 cộng 5 căn lít. Rồi, cho bằng tiếp. Đây mình nhân vào. Nhân vào là nó ít nè. Rồi cộng 2 căn x. Đây là căn x. Tiếp tục ở đây là cộng 2. Nhân vào đây là thành 2x. Đây là trừ 4 căn x. Đây mình nhân vào là ra trừ 2 căn x. Tại vì có dấu trừ phải chứ. Chỗ này bị sai rồi em ạ. Dấu ngoặc nằm đây nè. Nhân vào là từ 2 từ 5 căn x. Đây là căn x trừ 2. Đây là căn x. Bằng tiếp tục căn x trừ 2 bằng căn x cộng 2. Mình thấy x và 2x vậy mình thấy đây là x thứ 2x là 3x. 2 căn x với căn x là 3 căn x trừ căn x trừ 6 căn x. 2 với 2 là hết. Cái này là 3x trừ 6 căn x. Mình rút là 3 căn x ra đây, còn lại là căn x trừ cho 2, căn x trừ 2 nhân căn x cộng 2, căn x trừ 2 với trừ 2 hết, còn lại 3 căn x trên căn x cộng 2. Câu tiếp theo là tìm x để b bằng 2. B bằng 2 thì mình chia là 3 căn x trên căn x cộng 2 là bằng 2. Tương đương với 3 căn x nhân chéo này. 2 căn x cộng số 4 và mình sẽ tương đương tiếp chuyển 2 căn x qua là bằng trừ 2 căn x. 3 căn x trừ 2 căn x là căn x, tương đương với x bằng 16 thì x sẽ bằng 16 thì b sẽ bằng 2. Tôi qua bài số 6 nha các em. Bài số 6. Cho biểu thức quy, tìm điều kiện xác định rồi rút gọn quy. Điều kiện xác định thì A nó sẽ bằng. Điều kiện xác định
A lớn bằng không, A khác một, A khác bốn, bây giờ rút gọn, quy sẽ bằng cái gì sẽ bằng thêm đây là bằng căn A trừ 1 nhân cho căn A, đây này là nhân cho căn A này trừ cho căn A trừ 1 chia, đây là căn A trừ 2 nhân căn A trừ 1, đây là căn A cộng 1 nhân cho căn A trừ 1 trừ cho căn A cộng 2 nhân cho căn A trừ 2 thì bằng mày, đây mình chuyển qua là căn A trừ căn A hết, còn là số 1. Căn A cộng 1 nhân căn A trừ 1 là bằng căn A bình trừ 1 bình bằng A trừ 1 trừ bình là A trừ 2. Căn A trừ 2 nhân trừ 1. Rồi mình sẽ bằng tiếp. Một trên căn A nhân chỗ đây là mình a trừ a là hết, chỗ nó hai trừ một là một, hai trừ một là một, đến đây mình sẽ đơn giản căn a trừ một, a trừ một là hết. Như vậy đáp số của mình sẽ là căn A trừ 2 này nhầm chắc chưa? Chỗ này là số 4 nha. A bình trừ 4. Như vậy 4 trừ 1 là bằng bao? Vậy nó sẽ bằng là căn A trừ 2 trên 3 căn A. Rồi, đó là tìm A để quy dương. Tìm A để quy dương. Câu B này. Quy lớn hơn không? Tương đương với căn A trừ 2. Lớn hơn không? Căn A lớn hơn 2 là tương đương A lớn hơn 4. Câu C. Tính giá trị của vi thức biết A là bằng 9 trừ 4 căn 5. C. A bằng 9 trừ 4 căn 5
thì là quy sẽ là căn trừ 9 trừ 4 căn 5 trừ 2 căn 3 căn của 9 đây chính là 2 nhân 2 nhân căn 5 thì như vậy chứ. Ở trên này mình sẽ làm thành là 5 và 4. Tức là khoảng căn 5 trừ 2 cả mũ 2. Dưới đây sẽ là 3 căn 5 trừ 2. Đó. Chỗ này trừ 2 nữa. Đó. Nhưng mà quy sẽ bằng trị tuyệt đối của căn 5 từ căn 2 trừ 2 để trừ cho 2 3 trị tuyệt đối của căn 5 bằng căn 5 phải lớn hơn 2 bằng căn 5 trừ 2 trừ 2 3 căn 5 bằng căn 5 trừ 4 nữa. Sẽ bằng nhân cho căn 5 cộng 2 dưới này là 3 căn 5 trừ 2 nhân căn 5 cộng 2 nhân vào ra 5 hay là 2 căn 5 là trừ 4 căn 5 đây là trừ 8 dưới này là 3 5 trừ 4 vậy đó là 5 trừ 8 là trừ 3 trừ 2 căn 5 5 trừ 4 1 cộng 5 3 là 3 vì cái đề nó dài quá em cho nên thầy chia cái phần này làm hai phần và phần thứ nhất đến đây là hết và thầy sẽ làm tiếp cái phần thứ hai nha anh em và clip chúng ta đến đây là hết. Nếu các em thấy clip hay các em cho thầy xin một cái like, một cái chia sẻ và một cái subscribe kênh nha các em. Thầy cảm ơn rất là nhiều. Bye bye.